Xin chào các bạn, cá voi xanh là loài động vật lớn nhất từng đi lang thang trên trái đất, nặng hơn 200 tấn. Ngay cả cá voi xanh con cũng là loài động vật khổng lồ và nặng gần 3 tấn khi chúng mới sinh ra. Điều đó giống như việc có một đứa con lớn hơn một con tê giác trưởng thành vậy. Tuy nhiên, mặc dù có kích thước lớn nhưng cá voi xanh là loài khổng lồ hiền lành và sống ở hầu hết các đại dương trên khắp trái đất ngoại trừ Bắc cực. Sau đây chúng ta tìm hiểu thêm về những loài động vật đặc biệt này với 10 sự thật đáng kinh ngạc về cá voi xanh. Một động vật lớn nhất trên trái đất, cá voi xanh, Balanopet muculus, giữ kỷ lục là loài động vật lớn nhất từng sống trên trái đất, thậm chí còn vượt qua kích thước của những loài khủng long lớn nhất. Chúng có thể đạt chiều dài lên tới 100 feet 30 mét trở lên và nặng tới 200 tấn. 2. Trái tim có kích thước bằng một chiếc ô tô, cá voi xanh có trái tim khổng lồ, có thể lớn bằng một chiếc ô tô nhỏ. Trái tim của chúng có thể nặng tới 1.300 lb, 590 kg và đủ mạnh để bơm máu đi khắp cơ thể to lớn của chúng. 3. Chế độ ăn của các sinh vật nhỏ. Mặc dù có kích thước khổng lồ nhưng cá voi xanh là loại ăn lọc, chủ yếu tiêu thụ các sinh vật nhỏ được gọi là nhuyễn thể. Chúng có thể tiêu thụ vài tấn nhuyễn thể mỗi ngày bằng cách uống từng ngụm nước lớn và sau đó dùng tấm sừng hàm để lọc nhuyễn thể. 4. Tiếng kêu cực lớn cá voi xanh được biết đến với giọng hát trầm và vang. Tiếng gọi của chúng có thể được nghe thấy ở khoảng cách rất xa và là một trong những âm thanh lớn nhất được tạo ra bởi bất kỳ loài động vật nào trên hành tinh. Những cách phát âm này được sử dụng để liên lạc, điều hướng và có thể là giao phối. Năm, Người bơi chậm, cá voi xanh không nổi tiếng về tốc độ. Chúng thường di chuyển với tốc độ nhàn nhã khoảng 5 dặm một giờ, nhưng chúng có thể tăng tốc lên tới tốc độ lên tới 20 dặm một giờ trong những khoảng thời gian ngắn. 6. Kỳ quan di cư, cá voi xanh được biết đến với khả năng di cư đường dài. Chúng di chuyển hàng ngàn dặm giữa nơi kiếm ăn ở vùng nước lạnh hơn và nơi sinh sản ở vùng nước ấm hơn. Một số quần thể được biết là di cư từ Bắc Cực đến Nam Cực. 7. Loài có nguy cơ tuyệt chủng, cá voi xanh trước đây phải đối mặt với các mối đe dọa đáng kể từ hoạt động săn bắt cá voi, dẫn đến quần thể của chúng bị suy giảm nghiêm trọng. Hiện chúng được liệt kê là loại có nguy cơ tuyệt chủng và các nỗ lực quốc tế đã được thực hiện để bảo vệ chúng. 8. Vây lưng độc đáo, cá voi xanh có vây lưng nhỏ hình tam giác nằm gần phía sau cơ thể. Vây này tương đối nhỏ so với kích thước khổng lồ của chúng và không nổi bật như vây của một số loại cá voi khác. 9. Màu sắc đặc biệt, Cá voi xanh có màu xanh xám lốm đốm, có thể khác nhau tùy theo từng cá thể, màu sắc này thường có các mảng và hoa văn sáng hơn và tối hơn khiến mỗi con cá voi trở nên độc đáo. 10. Nỗ lực bảo tồn, các tổ chức bảo tồn và chính phủ trên khắp thế giới đang tích cực tham gia vào các nỗ lực bảo vệ và bảo tồn cá voi xanh. Những nỗ lực này bao gồm các quy định nhằm hạn chế các hoạt động của con người có thể gây hại cho họ, chẳng hạn như va chạm với tàu thuyền và ô nhiễm tiếng ồn trong môi trường sống của họ cá voi xanh là những sinh vật đầy cảm hứng và việc tìm hiểu thêm về chúng là điều cần thiết để bảo tồn chúng và hiểu được sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống trên trái đất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Vui lòng click đăng kênh để nhận video mới nhất nhé.